Đúng làng này 100 kiếm. Nó chạy siêu nhanh. Siêu nhanh và siêu mạnh. Nói chung là không biết anh em mua về thì giá đổ cái gì cho em các bạn ơi, chứ mình thấy là máy này đang mạnh lắm rồi. Đó, các bạn của anh em đẩy là 2 bài sống sống. Còn các bạn nghe cái hơn cái hải hồn lắm. Máy bay luôn á, nhà đi thi luôn.
đây, máy kéo chạy vô rồi. Cái gần này các bạn, và tính ra cái gần này nó không biết anh em có nối hay không ha, nó còn tụt vô trong nha. Theo mình độ thì gần này chắc không nối đâu, tại cái dòng này nó gần lớn lắm, cái gần nó lớn mà cái thông nó bề ngang nó lớn nha các bạn. Cái gần nó dài á mà không nó lớn hơn người ta mình luôn. Các bạn nghe cái hơi máy này các bạn biết rồi ha, nó tới nhau 100 bề mà. Và thêm không biết anh em có độ gì không, cái hơi máy này dữ lắm. Hồi trước nó không có cái hơi cỡ này, cỡ này máy này quá hơi. Dài lam đấy, một trong những này. Đất này thì nó lúng một lớp các bạn. Cái máy này mà nó cứng một cái thì thôi là nó chạy khoảng đấy.
trụ gì đó bạn, hình như là cái trụ điện ngày xưa. Rồi là xong rồi. Hết thoải mái luôn trời.